Vâng, thưa quý vị, và chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa thì sự kiện âm nhạc đang thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo những người dân, và đặc biệt trong đó là các bạn trẻ thì đã chuẩn bị diễn ra. Vâng, có một câu nói mà nhiều người đang nói trong thời gian gần đây, đó chính là Blackpink in your area. Đây là một câu hát trong phổ biến trong rất nhiều bài hát của Blackpink, và đây cũng là một tín hiệu để các fan của bốn cô gái có thể dễ dàng nhận ra khi mà thấy những người mặc áo màu hồng đen hay là sử dụng lightstick búa hồng như đây. Dù đến từ nhiều vùng miền, mảnh đất khác nhau, nhưng chỉ cần nghe thấy câu nói Bling ơi là tất cả đều hân hoan reo hò vui vẻ. Đó là không khí không khó để nhìn thấy ở giới trẻ trên đường phố những ngày này khi concert của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink sắp diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Nhiều bạn trẻ từ các tỉnh thành xa xôi cũng sẵn sàng và thậm chí rất hào hứng dù phải chi trả số tiền không nhỏ để di chuyển ra Hà Nội xem concert. Mình ở tận Đắk Lắk để ra đây và mình không ngần ngại mà để book vé để tham dự concert của Blackpink. Mình rất là hào hức luôn. Thực sự là một cái khi mà bỏ một cái khoản so với lại sang cái nước khác thì một khoản rất là lớn, và khi mà nghe tin là Blackpink sẽ về Việt Nam thì mình đã không ngần ngại. Chi phí tổng là 9-10 củ thì thật ra là cũng đó giờ em cũng chưa có chi lần nào, nhưng mà vì concert này thì lâu mới có cơ hội thì em sẽ có thể chi trả để cho mình vừa được xem concert vừa có thể gặp lại các bạn bên ngoài. Lần này em cũng vừa mới thi đại học xong mà cũng kết quả cũng tốt nên mẹ em cũng cho em tiền để em đu idol. Lần này idol cũng có thể lần đầu cũng là lần cuối idol về nên em nghĩ là số tiền này bỏ ra rất là đáng. Mặc dù rất là mệt nhưng mà em vẫn cố gắng để tham gia cái project này để chào đón nhóm Blackpink về Việt Nam ạ. Dạ, em cảm thấy rất là vui ạ. Và phấn khích khi được rất nhiều các bạn linh xung quanh mình và được mang lan tỏa cái niềm vui do xung quanh đường phố ạ. Tôi đã từng đi các concert khác, các hoạt động trải nghiệm đón Blackpink của các bạn fan Việt Nam rất thú vị. Dạ, hiện tại em sẵn sàng 100% cho concert ngày hôm nay ạ. Chào mừng Blackpink đến Việt Nam. Vâng, và ngay từ tháng 5 khi mà thông tin về nhóm nhạc Blackpink này sẽ biểu diễn tại Việt Nam thì rất nhiều các khách sạn, và đặc biệt là những khách sạn mà ở những khu vực gần với địa điểm nơi sẽ diễn ra concert thì ghi nhận cái số lượng khách đặt phòng thì bùng nổ và thậm chí là có thể cháy phòng ngay những ngày mà khi mà concert đã chuẩn bị diễn ra rồi. Vâng, và thưa quý vị, trên mạng xã hội lúc này thì không khó để tìm thấy những bài viết tìm phòng, share phòng gần sân vận động Mỹ Đình hay các bài quảng cáo những địa chỉ quán ăn ngon, nhà ở để tiện đu idol. Thậm chí để thu hút khách đặt phòng, nhiều khách sạn còn tranh thủ tặng thêm các gói ưu đãi khác nhau như giảm 30% giá phòng khi đặt vé máy bay ra Hà Nội, miễn phí hướng dẫn viên food tour Hà Nội cho khách đến xem Blackpink hay xuất xe đưa đón ra sân vận động Mỹ Đình. Vâng, để có thể đảm bảo tham gia concert một cách an toàn nhất, quý vị cũng cần hết sức lưu ý và tỉnh táo trước những bài viết mà share phòng, tìm phòng hay là pass vé, bán lại vé. Và bởi vì có rất nhiều đối tượng xấu sẽ lợi dụng cái sự kiện biểu diễn này để có thể lừa đảo và trục lợi cá nhân. Vâng, và thưa quý vị, sự phát triển của nền âm nhạc K-pop cộng hưởng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội thì đã giúp cho những nhóm nhạc Hàn Quốc thì ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng và trở thành một thứ, tôi xin được gọi là một thứ quyền lực mềm để giúp lan tỏa văn hóa của xứ sở kim chi này đến gần gũi hơn với bạn bè quốc tế. Đồng thời thì đây cũng sẽ là một cỗ máy kiếm tiền siêu lợi nhuận. Trường hợp Blackpink thì rõ ràng là một minh chứng vô cùng điển hình đấy. Vâng, điều đáng nói là ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc thì đã làm gì để tạo nên những thương hiệu âm nhạc nổi tiếng như vậy, và Blackpink thì có gì để mà mọi người phải có nhiều sức hút đến như thế, có rất nhiều fan theo đuổi đúng không ạ? Và đằng sau ảnh hưởng sức tưởng tượng của những cô gái là gì, và bí quyết nào giúp họ chinh phục đỉnh cao thế giới giải trí hiện nay? Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị giải đáp những câu hỏi đó. Không phải ngẫu nhiên Blackpink có sức hút mạnh mẽ đến vậy. Blackpink bao gồm 4 cô gái sinh sau năm 1995 là Jennie, Lisa, Jisoo và Rose. Mỗi cô gái mang tài năng, màu sắc âm nhạc riêng và cùng góp phần lan tỏa mạnh mẽ làn sóng Hallyu, làn sóng Hàn Quốc đến toàn thế giới. Họ được tuyển chọn thông qua các cuộc phỏng vấn tuyển thực tập sinh khắc nghiệt của công ty YG Entertainment, cái nôi tạo nên những nhóm nhạc huyền thoại của Hàn Quốc như Big Bang, 2NE1. 4 cô gái đều có khả năng ca hát và vũ đạo xuất sắc. Dưới mái nhà YG, Blackpink được nuôi dưỡng thêm nhiều kỹ năng nghề nghiệp, từ ca hát, vũ đạo, kỹ năng làm việc với truyền thông, giao lưu với người hâm mộ đến các kiến thức khác. Trên các nền tảng mạng xã hội,
từ khóa về Blackpink cũng được tìm kiếm rất nhiều. Tiếp đến là các từ khóa liên quan đến tên của từng thành viên cũng thường xuyên đứng vị trí cao trên danh sách tìm kiếm. Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của 4 cô gái cũng đều thuộc top cao trong K-pop. Các MV của họ ngập tràn vũ đạo sáng tạo, dễ dàng gây sốt trên toàn cầu mỗi khi ra mắt. Âm nhạc, vũ đạo và tinh thần của Blackpink đều toát lên sự phóng khoáng, độc lập của phụ nữ thời đại mới. Chỉ sau 2 năm hoạt động, sức hút của Blackpink đã lan rộng khắp thế giới. Blackpink sở hữu những bài hát dễ bắt chước hơn. Nếu muốn cover một bài dance K-pop thì rõ ràng Blackpink là lựa chọn số 1. Suy cho cùng, trong số các điệu nhảy của nhóm nữ, Blackpink là nhóm dễ học theo và phổ biến nhất. Mỗi bài hát mới đều đi kèm với một trào lưu nhảy cover vũ đạo mà fan từ người lớn đến trẻ nhỏ đều muốn theo trend. So với các nhóm nhạc Hàn Quốc khác, Blackpink có lợi thế rõ ràng về thời trang và thuộc tính xã hội. Phong cách và âm nhạc đã trở thành hai thứ song hành và cùng nhau đưa Blackpink lên xu hướng. Phong cách thời trang cũng đưa Blackpink đến gần hơn với giới giải trí Âu Mỹ, xa rời các nhóm nhạc nữ truyền thống của Hàn Quốc và cuối cùng đưa Blackpink dễ sang một đường đua khác. Trend trào lưu ăn mặc của Blackpink cũng trở thành xu hướng. Blackpink có nền tảng tốt cho sự nổi tiếng nhờ vào những nỗ lực của bản thân nhóm, mà bên cạnh đó là sự hậu thuẫn lớn của công ty giải trí, cũng như từ sức lan tỏa mạnh mẽ của làn sóng Hallyu ra thế giới. Đây cũng là bài học kinh nghiệm để thị trường âm nhạc Việt Nam học hỏi, nâng tầm, đưa nghệ sĩ Việt ra quốc tế. Chúng ta có thể học hỏi được họ ở những khâu tổ chức sản xuất. Chúng ta có thể học hỏi được những cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Chúng ta học hỏi được ở những cái sự chuyên nghiệp hóa của những cái idol ở các nước ở trên thế giới. Và Blackpink rõ ràng là một ví dụ điển hình về việc một nhóm nhạc chuyên nghiệp của một nền âm nhạc công nghiệp thì sẽ phải phát triển như thế nào. Đấy là một một band nhạc có thể gọi là idol của không chỉ Việt Nam mà của rất là nhiều những bạn trẻ trên thế giới hiện tại. Họ có công thức để thành công. Họ có những cái nền tảng để họ biết biến âm nhạc thế nào trở nên hiệu quả nhất. Và đấy là những cái mà những người làm nhạc hoặc là những ngành âm nhạc của Việt Nam rất nên xem. Thấy cái gì phù hợp với mình, thấy cái gì có thể học hỏi được, chúng ta có thể học hỏi ở những nước đã phát triển hơn chúng ta. Chính các bạn trong nhóm nhạc Blackpink, các bạn ấy cũng được đào tạo và được tuyển chọn rất là khắt khe rồi. Các bạn ấy được đào tạo về vũ đạo này, về thanh nhạc đầy đủ cả và kể cả ngoại hình luôn. Các bạn ấy qua một cái cuộc khảo sát rất là khắt khe thì các bạn mới được như ngày hôm nay. Sức ảnh hưởng của Blackpink trên toàn cầu đang ngày càng nhân rộng khi từ khóa về Blackpink được tìm kiếm rất nhiều trên mọi nền tảng mạng xã hội. Tiếp đến là các từ khóa liên quan đến tên của từng thành viên cũng thường xuyên đứng vị trí cao trên danh sách tìm kiếm. Vâng, và có những nhận định rằng Blackpink hay là những ngôi sao âm nhạc K-pop khác thì họ cũng chỉ là những sản phẩm âm nhạc công nghiệp mà thôi. Tuy nhiên thì dù kể cả như vậy đi chăng nữa thì từ bài học và chặng đường của họ, không ít nghệ sĩ Việt chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế là không khổ luyện thì đừng mong thành công. Muốn vươn tầm thì sẽ phải đầu tư bài bản, nghiêm túc và chuyên nghiệp. Và họ cũng sẽ phải xác định rõ muốn đi theo con đường này thì phải thực hiện đúng như công thức mà đã được kiểm nghiệm ở xứ sở kim chi rồi thì mới mong chạm tay và thành công, đúng không ạ? Vâng, thực tế trong thời gian qua thì cũng đã có nhiều nghệ sĩ đã thực hiện những chiến lược tương tự và họ cũng đã gặt hái những thành công nhất định cũng như là tạo bước đột phá, khẳng định được tên tuổi của mình trên thị trường âm nhạc trong nước cũng như là vươn tầm ra thế giới. Và chúng ta hãy cùng điểm qua những nghệ sĩ đã tạo được dấu ấn như vậy. Một minh chứng rõ về điểm sáng trong showbiz Việt có thể kể tới như Hoàng Thùy Linh. Cô không sở hữu kỹ năng thanh nhạc điêu luyện hay chất giọng trời phú, nhưng nhắc đến dòng âm nhạc đương đại khai thác chất liệu dân gian, dường như người ta chỉ nhớ đến Hoàng Thùy Linh. Không khó để nhận ra, các MV ca nhạc của Hoàng Thùy Linh đều được đầu tư mạnh tay trong phần hình ảnh, từ trang phục tới phụ kiện. Mỗi MV với mỗi chủ đề khác nhau, khán giả như được chiêm ngưỡng cả bộ sưu tập thời trang lạ mắt, mà chính cô là cô đét. Phong cách thời trang của cô được không ít người học theo. Trong âm nhạc, công chúng và nhiều chuyên gia nhận định Hoàng Thùy Linh có sự thông minh và khôn ngoan khi cô tự tạo ra một địa hạt âm nhạc của riêng mình, không giống ai. Giữa một rừng ballad buồn khổ, tình tay ba hay xu hướng rap đang thịnh hành trong suốt nhiều năm qua, Linh một mình một đường với thứ âm nhạc thời thượng nhưng vẫn giàu tính văn hóa, dân gian. Cô đã mở ra một xu hướng mới của âm nhạc điện tử, âm nhạc của giới trẻ khi khai thác từ chất liệu dân gian. Chất liệu đó có thể là những nét chấm phá như điệu nhảy,
hay chỉ đơn thuần là câu chuyện văn học đậm đà, không gian núi rừng Tây Bắc trong bình luận nói cho mà nghe. Hay với Si Tình, khán giả có thể thấy màu sắc Việt Nam cùng sông nước Nam Bộ. Cho một chút nhạc tài tử vào phía đầu, khai thác phong cảnh, trang phục và động tác vũ đạo, Si Tình đã nhanh chóng vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, vươn ra thế giới với trào lưu nhảy cover gây sốt mạng xã hội. Đội ngũ ekip phù hợp và đủ mạnh cũng đưa Hoàng Thùy Linh đến với thành công. Cô đã bắt tay với cỗ máy tạo hit như Khắc Hưng. DTIP đã chứng minh điều đó. Sự thấu hiểu thị hiếu công chúng và biết tạo phong cách riêng cho bản thân đã đưa Hoàng Thùy Linh trở thành nghệ sĩ dẫn đầu đề cử giải âm nhạc cống hiến năm nay. Nữ ca sĩ của năm. Mình tìm hiểu rất nhiều, đọc rất nhiều, hỏi các em xong là ê các em nghe nhạc gì đấy, họ hỏi các cháu họ hàng trong nhà gì đấy. Và mọi người cũng, Linh cũng biết được vỡ lẽ rất nhiều điều, có những sự bất ngờ. Tâm lý của lớp trẻ thực sự nó luôn thay đổi, mình cứ nghĩ là mình trẻ nhưng thực ra mình đã đi trong con đường này rất là nhiều năm rồi. Với việc thành công tại show Đạp Gió 2023 của Trung Quốc, Chipu liên tục trở thành tâm điểm của truyền thông cả ở Việt Nam lẫn nước bạn. Cô là nghệ sĩ Việt duy nhất xuất hiện trong Tỷ Tỷ Đạp Gió, Rẽ Sóng cho đến hiện tại. Tại vòng chung kết Đạp Gió 2023, Chipu đứng thứ 6 chung cuộc, thành công ghi tên vào nhóm nhạc gồm loạt sao nữ Đình Đám, Ella, Cung Lâm Na, Giả Tịnh Văn. Sự xuất hiện của Chipu ở Đạp Gió 2023 góp phần đưa tên tuổi của người đẹp 9X được nhiều khán giả Trung Quốc biết đến. Mới đây, tài khoản Weibo của nữ ca sĩ có hàng trăm nghìn lượt người theo dõi. Một nghệ sĩ Việt khác cũng có chặng đường sự nghiệp phát triển, đó là Sơn Tùng MTP. Từ ca sĩ quê lúa đến chủ tịch sáng lập hàng loạt công ty giải trí khi chưa đầy 25 tuổi. Bỏ qua những lùm xùm về chuyện tình cảm dần dần khắp các mặt báo, Sơn Tùng MTP thật sự là gương mặt tài năng của làng nhạc Việt Nam. Thời cấp 3, Tùng đã miệt mài sáng tác nhạc với mong muốn được thỏa mãn niềm đam mê của bản thân. Phong cách âm nhạc cá tính của Sơn Tùng cũng là một điểm thu hút của nam ca sĩ. Anh sở hữu vô số bản hit khẳng định tên tuổi, có sản phẩm còn tích hợp với các ngôi sao ở Mỹ nổi tiếng thế giới là rapper Snoop Dogg và nữ ca sĩ, người mẫu nổi tiếng Madison Beer đã đạt được những kỷ lục khủng, được giới chuyên môn đánh giá cao. Nam ca sĩ Tùng Dương cũng là một tắc kè hoa của làng nhạc. Không đóng khung trong hình ảnh gai góc, dữ dội như ngày đầu, anh biến hóa đa sắc màu hơn. Tuy nhiên, điều không thay đổi ở giọng ca này là tinh thần không thỏa hiệp, không dễ dãi và luôn nghiêm túc với nghề. Để mô tả những nghệ sĩ đầu tư chỉn chu cho âm nhạc về phần nghe lẫn phần nhìn với các live show cháy vé, không ồn ào đời tư và scandal, những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa và tinh tế, thì Hà Anh Tuấn, Đen Vâu, Mỹ Tâm chính là những ví dụ tiêu biểu. Điểm chung của những nghệ sĩ này còn là việc họ kiên định trên con đường âm nhạc mình theo đuổi với những chiến lược bài bản. Hà Anh Tuấn mang tới một tư duy văn minh và sự thông minh hiếm có. Tại đó, anh xuất hiện với hình ảnh quý ông lịch lãm, đĩnh đạc và có chút cao ngạo, những thứ gây ấn tượng với nhiều phụ nữ. Mỹ Tâm được yêu thích bền bỉ với những bài hát thị trường nhưng không mang lại cảm giác dễ dãi nhờ cách xử lý và hình ảnh cô tạo dựng. Trong khi đó, Đen Vâu đi một con đường rất riêng trong thế giới rap Việt. Ở đó, anh cho thấy sự trau chuốt về ca từ, suy nghĩ tích cực, những mộc mạc từng trải của một chàng trai đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Rõ ràng, xuất hiện gần nhiều hơn nữa những nghệ sĩ làm nghề tử tế như Hà Anh Tuấn, Đen Vâu, Mỹ Tâm. Sự tử tế đó không chỉ giúp mang tới công chúng những dự án chất lượng mà còn góp phần định hướng lại giới giải trí khi những ngôi sao đi lên từ scandal không còn chỗ đứng. Vâng, cũng phải thừa nhận bên cạnh sự thành công, tỏa sáng và cũng khẳng định mình của rất nhiều các ca sĩ và các ban nhạc mà họ đã thực sự có một những lao động nghiêm túc, thì nền kinh tế thị trường cùng với ngành công nghiệp giải trí cũng tạo ra và có thể nói là dung dưỡng những biểu hiện méo mó, cùng với đó là những hệ lụy vô cùng khó lường. Vâng, chúng ta có thể kể tới những biểu hiện lệch chuẩn của nền âm nhạc thương mại như là trào lưu cuồng thần tượng này, thẩm mỹ âm nhạc của khán thính giả thì cũng ngày càng đi xuống, và có cả sự dễ dãi cầu thả của những nhạc sĩ tráng sáng tác cho ra đời những sản phẩm không chất lượng. Rồi có những nghệ sĩ thì trông chờ vào sự nổi tiếng bởi những chiêu trò xì căng đan hoặc là tạo các phốt chiêu trò quảng bá đánh bóng tên tuổi. Và thực trạng đáng buồn này thì đang tồn tại và khiến nhiều người băn khoăn lo lắng. Nữ rapper Tờ Linh từng ra mắt MV Ghệ Yêu Dấu Của Em Ơi. MV đã nhận ý kiến trái chiều liên quan đến ca từ và hình ảnh, thậm chí cả cái tên Ghệ Yêu. Nhiều khán giả cho rằng Tờ Linh hát thều thào, lướt chữ, dính chữ.
và không truyền tải được bất kỳ thông điệp rõ ràng nào với phần lời khó hiểu, sáo rỗng. Trong MV, Tờ Linh không ngại hở bạo khi mặc những trang phục gợi cảm, đồ cắt xẻ với những động tác gợi cảm. Điều đáng nói là MV không hề được gắn nhãn vì đối tượng của Tờ Linh có thể còn nhiều khán giả nhỏ tuổi. Điều này cũng xảy ra tương tự với các sản phẩm âm nhạc của Bình Gôn. Tạm bỏ qua các nhan đề gây sốc, bốc bắt họ, ông bà già tao lo hết, trơn, quan hệ rộng, lái máy bay của nam rapper này đều bị chỉ trích dung tục. Điểm chung của các MV bị chỉ trích có nhiều cảnh quay tiêu cực, quay mẽ với những nhân vật nữ mặc đồ hở hang, động tác phản cảm, ca từ vô nghĩa, nhảm nhí. Những hình ảnh và ca từ này có thể khiến bất cứ ông bố bà mẹ nào dùng mình lo sợ nếu con mình xem và học theo. Phí Phương Anh cùng MV Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em, ca khúc đã có hơn 6 triệu lượt xem. Trên nền nhạc sôi động thời thượng là những ca từ hết sức nhảm nhí, dung tục. Thực trạng ca khúc lệch chuẩn đã xuất hiện tràn lan trong nhiều năm gần đây. Cơ quan quản lý từng xử phạt nhiều trường hợp, mức phạt cho các hành vi vi phạm đều được quy định rất rõ. Tuy nhiên, khi cơ quan quản lý đã quyết định xử phạt theo đúng quy định, tình trạng này vẫn liên tiếp xảy ra. Điều này đặt ra vấn đề rằng, phải chăng các hình phạt chưa đủ sức răn đe? Thông qua cánh cửa thần kỳ TikTok hay Facebook, YouTube, những ca khúc có nội dung dung tục dễ dàng lan truyền rộng rãi và tiếp cận các đối tượng thanh thiếu niên nhi đồng. Tại Việt Nam, việc kiểm soát độ tuổi được nghe cho từng bài hát vẫn chưa được thực hiện. Vì thế, dán nhãn phân loại âm nhạc là điều cần thiết để thị trường có bước đi đúng đắn. Vâng, từ những thực tế đáng suy ngẫm đó thì chúng ta có thể thấy là sự mất cân đối của nền âm nhạc nước nhà đang là một vấn đề nan giải mà khiến nhiều người phải day dứt. Và ví von về thực trạng này thì có nhạc sĩ kiêm nhà quản lý đã phải thốt lên rằng sự phát triển của âm nhạc Việt giống như là chân tươi chân héo. Vâng, và có thể nói là sự mất cân đối này thì được thể hiện ở rất nhiều khía cạnh, từ sự sùng bái âm nhạc thế giới và xem nhẹ chính dòng nhạc của dân tộc truyền thống, cho đến sự không hài hòa giữa các sáng tác và biểu diễn, rồi cả sự không đăng đối của chính thị trường và thị hiếu, sự lạc điệu giữa giải trí, nghệ thuật và thương mại. Và trong đó đáng chú ý nhất là sự mất cân bằng ngay trong chính các sản phẩm âm nhạc. Không thể phủ nhận, nhạc Việt Nam những năm gần đây đã có được sự tiến bộ vượt bậc, nhất là khi các sản phẩm âm nhạc như Si Tình, Ngẫu Hứng, Dễ Đến Dễ Đi, 2 Phút Hơn đã có sức ảnh hưởng vượt biên giới, cùng với đó là các show diễn hoành tráng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái âm nhạc từ khi ra mắt. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa giúp nhạc Việt đáp ứng sự cân bằng giữa các thể loại. Câu chuyện nhạc Việt phát triển mất cân đối không phải đến bây giờ mới được nói tới, không đánh giá thấp vai trò của ca khúc. Nhưng nếu chỉ có thế thì không thể đại diện và phản ánh đúng diện mạo nền âm nhạc nước nhà. Bản thân các dòng nhạc phổ thông nó cũng chia ra rất là nhiều những cái thể loại khác nhau. Thứ hai là ngay cả những nước phát triển nhất thì cũng không thể nào so sánh giữa dòng nhạc như là cổ điển, opera hay nhạc jazz có thể so sánh với nhạc pop rock. Đấy là điều đương nhiên. Tuy nhiên thì cái sự mất cân bằng ở đây là cái tính đa dạng trong đời sống âm nhạc cũng như là cái tính đa dạng cho các cái hoạt động âm nhạc của Việt Nam. Ngay cả đối với loại âm nhạc phổ thông nhất thì nó cũng chưa có cái tính bền vững, nó cũng chưa có được cái sự đa dạng. Các tác phẩm khí nhạc, giao hưởng, hợp sướng, ballet và nhạc kịch hiếm khi được dàn dựng có số lượng khán giả rất ít. Trong khi đó, ca khúc nhạc trẻ, trong đó không hiếm là những bài hát sáng tác theo kiểu mì ăn liền, thống lĩnh khắp nơi. Nhiều ca sĩ không có được chất giọng tốt, cũng chẳng qua đào tạo thanh nhạc, nhưng vì biết cách lăng xê đã rất dễ dàng trở thành ngôi sao. Tất cả cái sự phát triển thì hay là tất cả các cái trào lưu âm nhạc thì nó luôn đi kèm với những cái mặt trái. Chẳng hạn thứ ra chúng ta lạm dụng cái công nghệ thì nó sẽ mất đi cái sự sáng tạo hay là cái hồn của người nghệ sĩ. Và khi chúng ta sử dụng những cái công nghệ để thu hút sự quan tâm của khán giả thì nó đi kèm với việc những là sẽ có rất là nhiều người sử dụng chung cái kênh đấy để tìm tới những cái hào quang mà đôi khi nó không mang cái tính bền vững của nghệ sĩ. Để cân bằng trong các sản phẩm âm nhạc, sự đầu tư của nhà nước về phổ cập âm nhạc đại chúng
hay là nâng cao khả năng thẩm mỹ của người nghe là rất cần thiết. Bên cạnh đó, chính sự phát triển trong đời sống, nhu cầu của người nghe, nhu cầu của xã hội, coi trọng những giá trị về mặt tinh thần trong đời sống sẽ tác động thúc đẩy sự phát triển của âm nhạc, khả năng sáng tạo của người nghệ sĩ. Việc đầu tiên mà muốn như vậy thì người ta phải có một cái định hướng, một cái kế hoạch phát triển bền vững, bởi vì không thể trong một lúc, một sớm một chiều hay một thời gian ngắn mà chúng ta đang từ một thị trường, một nền công nghiệp âm nhạc lạc hậu, thậm chí là một cái ốc đảo mà lại có thể vụt sáng trở thành một cái nền công nghiệp âm nhạc có tính cạnh tranh trên toàn cầu hay là trên thế giới, mà nó phải có những cái kế hoạch phát triển bền vững. Và cái kế hoạch này nó không phải là chỉ một người hay là một ngành nghề, mà nó là một cái kế hoạch của một cái nền công nghiệp sáng tạo của một quốc gia. Vâng, một nền âm nhạc thì không thể có tương lai tươi sáng nếu như không bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ và nâng cao thị hiếu thưởng thức của công chúng. Và cũng đã đến lúc các nghệ sĩ cũng cần phải thay đổi và điều chỉnh mình để có thể bứt phá, và các tổ chức cũng cần quản lý âm nhạc một cách chuyên nghiệp. Và chính những người khán giả cũng cần phải trang bị cho mình những kiến thức âm nhạc phổ thông cải thiện và nâng cao cái gu thẩm mỹ của mình, cũng như cái khả năng cảm thụ âm nhạc, để từ đó tạo dựng được một môi trường âm nhạc lành mạnh, hài hòa và bền vững hơn. Vâng, quay trở lại với sự thành công của Blackpink. Để có được sự thành công như vậy thì họ cũng có những áp lực phải khổ luyện, cũng có sự hy sinh. Và soi chiếu vào thị trường âm nhạc Việt Nam thì có thể thấy rằng là không thể có được thành công nếu mà có sự dễ dãi. Và sự dễ dãi của nghệ sĩ cũng sẽ hình thành những lớp công chúng dễ dãi. Và Blackpink với hai đêm diễn này của mình thì chắc chắn sẽ tạo ra được một sức lan tỏa và có những tác động không nhỏ đến với ngành âm nhạc đại chúng của Việt Nam, đúng không ạ? Và tôi nghĩ là đây cũng như một tấm gương phản chiếu để giúp chúng ta có thể soi lại mình, để thấy rõ được những ưu, những nhược điểm và những tồn tại cần khắc phục để sửa chữa. Và từ đó thì cũng có được những định hướng để có thể thay đổi và những chiến lược phát triển cụ thể nhằm hoàn thiện nền âm nhạc nước nhà và dần tạo nên những tên tuổi, những thương hiệu nghệ thuật đẳng cấp khu vực và quốc tế của riêng mình.